hai cuộc sống khác biệt giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng sau chia tay. Những thông tin về hai nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng chú ý. Cát Phượng chia sẻ xúc động về con trai. Trai mới đây, Cát Phượng đã đăng tải ảnh cô chụp với con trai Thiên Minh và kể một câu chuyện về tình cảm gia đình. Nữ diễn viên tâm sự, con dù lớn nhường nào vẫn chỉ là đứa trẻ trong lòng mẹ. Cát Phượng mong ước khi già đi được con bảo vệ như ngày nào mình từng yêu thương, che chở cho con. Trích tâm sự của Cát Phượng, con dù lớn đến 70 đến 80 tuổi đi chăng nữa khi về với mẹ là xả vào lòng mẹ để mong nhớ lại nhiều kỷ niệm của thời ấu thơ ấu chị ấu trùng. Cắt đây từng tận mắt chứng kiến cảnh các anh chị em dù đã có tuổi, đã có địa vị trong xã hội, nhưng khi về với mẹ là sao vào lòng mẹ, danh giật để được mẹ hôn nhiều. Hai tấm ảnh của mẹ con em, Cắt muốn nói lên một điều, dù con dù có lớn, có già bao nhiêu tuổi thì đối với mẹ, con vẫn là đứa trẻ chưa bao giờ lớn khi con về với mẹ. Nhưng khi mẹ sống ngoài 80 đến ngoài 90 tuổi thì khúc đó con nhớ bảo vệ mẹ, che chở mẹ nhé con, vì cái khúc đó mẹ như một đứa trẻ con theo quy luật của tạo hóa. Dòng tâm sự của Cát Phượng khiến nhiều người xúc động, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, con trai chính là niềm hy vọng, hạnh phúc của Cát Phượng. Được biết, con trai của Cát Phượng, Thiên Minh năm nay 20 tuổi, hiện đang theo học ngành đồ họa tại một đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Thiên Minh có suy nghĩ rất chín chắn, dù tuổi còn khá trẻ. Cát Phượng chia sẻ, con trai luôn tự đặt ra áp lực và nỗ lực phấn đấu trong học tập mà không cần nhắc nhở. Tuổi 20, Thiên Minh có sự thay đổi rõ rệt với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ hơn trước. Ngoài ra, diện mạo của con trai Cát Phượng ở độ tuổi trưởng thành được nhiều người nhận xét giống hệt bố ruột của cậu, nghệ sĩ Thái Hòa. Ngoài ra, Cát Phượng tâm sự con trai là chỗ dựa tinh thần giúp cô vượt qua sóng gió. Thời điểm cô chia tay Kiều Minh Tuấn, cậu bé luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Sau đó, con trai cũng ủng hộ chuyện tình cảm của Cát Phượng với bạn trai Việt Kiều hiện tại. Kiều Minh Tuấn nổi tiếng qua sau thực tế, khán giả từ ghét thành thương hậu ồn ào tình cảm. Kiều Minh Tuấn tập trung cho sự nghiệp diễn viên và trở thành một trong những nhân tố thu hút tại các show truyền hình thực tế. Nam diễn viên giữ nguyên tắc không nhắc đến chuyện đời tư trước công chúng, cho đến thời điểm hiện tại, Kiều Minh Tuấn vẫn không nhắc gì đến chuyện tan vỡ. Đang chú ý, trong khi Cát Phượng thỉnh thoảng để lại bình luận tương tác dưới bài đăng của tình cũ thì Kiều Minh Tuấn hoàn toàn trái ngược. Sau chia tay, Kiều Minh Tuấn trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm hơn. Thay vào đó, nam diễn viên tập trung cho các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Kiều Minh Tuấn là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến sau khi tham gia game show thực tế hai ngày một đêm không thể phủ nhận rằng hậu chia tay. Kiều Minh Tuấn có sự đầu tư hơn về ngoại hình, trao chốt hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình cũ Cát Phượng liên tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi cho ra những bức ảnh theo nhiều phong cách khác nhau liên tục thử nghiệm với các loại trang phục mà trước đó khán giả chưa từng thấy. Nhìn lại thời điểm trước, Kiều Minh Tuấn luôn gắn liền với hình ảnh già trước tuổi, ít trau chuốt bản thân. Hiện tại, sự thay đổi của nam diễn viên được nhận xét là trở về đúng độ tuổi của mình. Chia sẻ về phong cách cá nhân, Kiều Minh Tuấn từng cho biết, tôi bản chất là người chất phác, mộc mạc, trước kia có gì mặc nấy, chỉ mong sớm về nhà để mặc quần đùi áo thun cho thoải mái, không quan trọng quá vẻ bề ngoài, nên là nhiều khi mặc toàn đồ sặc sỡ, bên cạnh ngoại hình ngày càng thăng hạng, Kiều Minh Tuấn còn được khán giả quan tâm, yêu thích khi góp mặt trong show truyền hình ăn khách hai ngày một đêm, riêng về chuyện đời tư và vấn đề tình cảm, nam diễn viên luôn kín tiếng. Kết thúc mối tình 12 năm gắn bó, tới nay Kiều Minh Tuấn vẫn giữ im lặng trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ cập nhật hình ảnh đời thường.